No, there's no pants around the bed. Đó, cô chú ơi, bây giờ chay xong rồi nè, cô chú nè. Cái áo kia thấy nó bự, nó phùng phình quá nên thôi đổ qua đó này. Còn quay qua cho cô chú coi coi. You don't have to wait for me. Go outside, JD. Quay qua cho... Ý. Rồi, đi ra chơi với Tiết nha. Ôi, ôi, nó mạnh kia cho nó mở cửa được rồi. Đó. Are you okay? Mommy. Mày xin lỗi, mày xin lỗi. Rồi, mày biết rồi, đau, đau, đau. Cái đó là cũng là lỗi của con đó. Lỗi của con trai. Lỗi của mẹ hả? Rồi, rồi, chơi với Tiết, Tiết, ra đây. Đi ra đi. Đâu có đâu, mẹ là con là ấm nhất rồi đó, không ai không có ai mà ấm bằng con đâu. Dì, chọi mẹ đi, chọi mẹ đi. Mẹ chọi chay nè, mẹ. Mẹ chọi chay nè. Boom. Boom. Bữa đây. Bữa đây. Đó. Wow. Boom. Rồi ngồi lên, ngồi lên ba đẩy. Wait, wait. Rồi ngồi lên. Gotta get in all the way. Get in all baby, the way. Baby, can you help her please? Nó ngồi, nó ngồi. Nó ngồi. No. Cái bàn tỏa của nó. Bàn tỏa không có ngồi ngay chỗ kia, ngồi thẳng lên con, ngồi thẳng lên đàng hoàng con làm gì vậy? Con ngồi xuống chỗ mẹ vậy? Wow. Đừng. Thôi nó không không có được, không chưa có được đi ra cái sông chơi ha. Nó nói bà ơi, đừng đi xuống dưới kia, rồi xuống dưới kia là té xuống xé xuống sông á. Rồi ngồi kìa. Cha nhìn mẹ cái say cheese cái cây. Yeah. Say cheese. Cheese, pizza, cheese, yeah. Cháy đi, cháy đi, đưa thumbnail, đầm thumbnail con, làm thumbnail. Rồi, build snowman đi con. Wow. Rồi, xuống ngay. Người con làm giúp ba coi. Look at the snow angel. I wish it snowed a little bit more. This yeah, ít tuyết quá à. Quá ít tuyết luôn á. Ok, just build a snowman. Like right here, up here. Bỏ cái con. Wow. À, con chọi mẹ đi, con chọi mẹ đi. Mom, you should tell him off. Con chọi mẹ đi. Ôi, trời ơi, cho mạnh dữ rồi ta. Chọi, chọi ba đi, chọi ba đi. Boom. Oh, wow. You got. Hôm nay trời không lạnh nè, hồi nãy giờ Ngọc đừng Ngọc đứng đây Ngọc cầm điện thoại mà không có cái bao tay mà tay Ngọc không có lạnh nè. Trời mà coi tay Ngọc khô ghê chưa các bạn, thấy không? Nó chút nữa là phải vô sức lotion rồi này kia đó. Mùa đông là cái tay nó khô vậy đó. Đây nè. Sức bao nhiêu lotion mỗi ngày cũng y chang vậy. Ăn đi, ăn tí không? Ăn tí không? Ngon không? Rồi, build snowman đi con. Do you want to build a snowman? No. Do you want to build a snowman? Come on, help me build a snowman. I thought you helping me build a snowman. Ngồi đó đi, mẹ bắt cái này, mẹ ngồi xuống cái mẹ vô quay. Quay hai đứa nghe. Just grab the snow and pack it on top. Not too hard. Mạnh lên, con build một cái cục bự thiệt bự đi con. Build cái mình của ông trước đi. Yeah, big giant luôn đó. We're making a snowman. You want to make a snowman? Nè, tiếp nữa nè, đó. Here, we gotta roll it. Roll it. Đó, con phải roll như vậy cái cục đó nó mới bự, thấy không? Come on, JD, help me roll it. I need your help. Làm biến ghê, con này làm biến dễ sợ. Làm biến, JD. Yeah, chay làm biến dễ sợ. Push it. Gotta roll it. Đúng rồi, roll đúng rồi, lăn nó. Roll it. Ngọc là hồi nãy giờ Ngọc tính đi ra roll tiệm it. Ngọc Ngọc làm đó chứ.
mà thằng Ngọc nói thôi, cái này là cái tuyết này là có thể build snowman được, nên là Ngọc muốn đi gì để coi cho chay build snowman cho nó vui. Còn chút nữa là Ngọc đi ra tiệm làm sao. Ở đâu ạ? À? Phải đi theo nó chứ, còn ngồi im đây trời. Wow, trời đất ơi, ba chay làm được cái cục bự dữ ta. Chay là năm ngoái có biêu một lần rồi nhưng mà chưa biết cái gì đâu. Trời ơi, snowman này dơ quá à. Snowman's got a lot of grass in it. Yeah. That's why I don't like the rolling. Trời ơi, cục bự dữ sao không? Hả? Thì sao con? Con muốn lên ghế ngồi hả? Làm biếng ơi. Nó ba chạy lại đây đi ba. Nhà mình còn củ cà rốt á, mình cũng cục ngắn ngắn nữa thôi, kệ nó. Có cà rốt là mừng rồi. À, phủi xuống được hả? Phủi xuống rồi cũng hết tiết luôn chứ gì nữa. Nó tướng mà chay bá lùng lùng rồi. Oh, wow, cục da yeah, cục này nặng lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Get me. Thôi được rồi, cái gì bự dữ đó. Thôi mà dựng cái con snowman đó trước nhà mình đi. Baby, then we're gonna put that snowman in front of our house. It's gonna be hard. Hả? Just roll it. Now start rolling it. Chồng Ngọc nói là để trước nhà khó lắm á. Ngọc nói thì cứ lăn nó đi. Thôi rồi, bóc tiết ăn kìa, có được không? Ngon không? Dạ. Come on, Daddy, move. Ra để cho ba lăn vô con. Ba mà lăn vô tới trong kia là cái cục tiết này nó khổng lồ luôn. Mẹ nói cho nghe vậy đó. Trời ơi, ba lăn là hết tiết luôn rồi, thấy không? Mà cầu mong nó còn ấy ấy chứ mà không phải ngày mai tan hết là hư cái snowman của mình luôn á. Snowman luôn á. Ngon không? Trời ơi, dân chơi đứng ăn tiết kìa. Tướng dân chơi đứng ăn tiết kìa. Phụ ba đi. Tới đó. Yeah. Hả? Daddy's weird. Wow. Trời ơi kìa, có mỗi cái lăn là mỗi cái lần tuyết nó dính theo nữa đó nên là khó. Wow. Đi vô con phụ ba đi chứ con sao con làm biếng quá. Kỳ ghê. Trời ba nè. Yeah, right here is good. I think right here is good. Yeah. Just keep picking up snow. We're gonna put it closer. Ngọc nói được về để đó được rồi, chồng Ngọc mới nói không. Đây làm cho nó xấu luôn. Do you want to build a snowman? Yes. Yes. Do you want to build a snowman? Trời ơi, cái cục này thôi luôn. Yeah, it's big enough. Còn bây giờ á, là cái này bự rồi. Bây giờ mình làm cái đầu của nó nè. Không, bây giờ là cái mình nè. Bây giờ mình làm cái đầu nó nè. How many? Like three pieces, right? Yeah, three. I need two other. Can you help? God, seriously? Help. Chồng Ngọc nói là anh cần thêm hai cái nữa. Okay, right there. Right there is good. Don't move anywhere else. Okay. Rồi, đó, được rồi đó. Chưu, trời ơi, con đang bự cái này. Đó. Trời ơi sao làm biến vậy? Đứng phụ đây chứ. Phụ đây. Giờ phụ ba cái cục nhỏ nhỏ thêm nữa nè. Ok mẹ. Yeah, một cục nữa con. Một cục nữa nhỏ bự nhưng mà không có bự bằng cái cục này. Yeah, we making Olaf. Yeah, but you gotta start another one. Rồi making Olaf đi con. Olaf. That's where the other one will sit. Wow, cục này nó khổng lồ thiệt chứ. Cục này là giant luôn á, khổng lồ luôn á. Now we need a new one. Can you build a new ball? Giant là khổng lồ đó các bạn. Lâu lâu á hả, Ngọc biết mấy cái từ tiếng Anh đó nó cũng giúp mấy bạn đừng từ hai từ hai ba từ đồ mấy bạn coi kênh thôi à, family đồ mấy bạn cũng học tiếng Anh được chút chút vậy đó. Hồng học không có mong học nhiều chứ học được chút chút thôi là được cũng mừng rồi.
Chứ còn mà mấy cái này học nhiều là mình phải xem nhiều mà mình phải cố gắng mình chú ý nữa. Nhưng mà cái vụ cái kênh của Ngọc Chay nó nói tiếng Anh á thì Ngọc cũng thấy nó cũng giống như giúp các bạn học được tiếng Anh được chút á. Rồi cái nó nói cái Ngọc dịch ra tiếng Việt, nó nói Ngọc dịch ra tiếng Việt các bạn cũng dễ dễ học tiếng Anh được chút. Nhưng mà nó nói tiếng Anh nhiều quá cũng không tốt. Các bạn học tiếng Anh là học từ Chay là nó nhanh hơn, chứ còn học từ Ngọc là thôi thua. Ngọc biết nói gì đâu Ngọc. Cái gì vậy con? Rồi làm cái cục đó đi. Trời ơi, code no. Bây giờ nó nói bây giờ nó làm nốt nốt nhạc nè cô chú nè, có được không? Bây giờ nó bị lậm rồi. Nó bị lậm với âm nhọt rồi. Giờ nó là cái gì nó cũng là vẽ nốt nhạc rồi, nó vẽ. Không vẽ gì, vẽ nốt nhạc không à. Mom, I show the blessing for Ola. Nói tiếng Việt hả con? Mẹ con show cái này mẹ. À, con nói ra con à, cái nút áo hả? Cái button đó hả? Cho cái ô con ô lợp á hả? Con làm gì? Con làm gì vậy? Con muốn ngồi đây hả? Wow, cái này hay rồi nghe, cái này là sáng tổ đó nghe. Thì mẹ bồng lên. Mẹ bồng lên cho con ngồi lên. Đấy đấy, mẹ ok, ngồi lên, ngồi lên. Ok, rồi bây giờ chụp tấm hình nha. Can you say cheese? Cười cười cười. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Le lưỡi. Tạo kiểu, tạo dáng. Nửa, cô chú chụp hình nè. Lẻ lên. Le lưỡi. Le lưỡi, nhắm mắt. Rồi sao, làm sao? Bi ra bi. Trời ơi, quá luôn chứ gì nữa cô chú ơi, chụp hình đi cô chú ơi. Nói nghe nè, cái đôi giày này nó bị ướt rồi, vô rồi nè. Thôi đi vô mang đôi giày khác nha. Cái giày này là giày không tốt. Mẹ con mẹ nghi đôi giày này rồi. Mà con làm vậy là con lạnh cái chân con không? Có chân con có lạnh không? Vậy không phải không? Chừng nào lạnh nó báo cho mẹ biết nha. Chút nữa mẹ không đi lên order thì khó lắm. Order không biết sai, không biết siết đồ này kia khó lắm. Don't lick the yellow snow. That's where the doggy's pee-pee. Mày phải đi kiếm cái chỗ nào mẹ mua cho con cái đôi giày chứ, còn mà tiếc mà đi ra chơi vậy cái giày ướt nhẹp rồi vậy sao chơi. Vô thay giày khác nha. Thì không mẹ sao? Chồng mỏ đang làm cục thứ hai. I think that's enough. That's enough baby. Đủ rồi đó. Thôi phải chụp mấy tấm hình dữ dội không? Yeah. What the sled? Yeah. Why don't you go get it and bring it back over here? Okay. Rồi đi lấy đi con. Nó nói ba để quên cái đó ngoài đó rồi. Cái ba nó nói tại sao con không ra đi ngoài đó con lấy vô lên giùm cho ba đi. Dạ không, chạy ra lấy để cho tự lấy. Để cho tự làm bớt đi chứ làm biến quá. Công chúa. Trời đất ơi, có được không? Rồi bỏ vô túi của con á. Bỏ vô túi áo. Đúng rồi, mỗi túi bỏ 1 cái. Mỗi túi bỏ 1 cái con. Có bỏ cái bao tay vô túi áo cũng làm không xong thì làm chuyện gì xong giờ. Công chúa làm biến ơi. Rồi đem vô. Đúng rồi. Ai kêu à, đem vô đưa ai? Đưa cho Daddy hả? Ok. Trời ơi coi hai rồi. Cái snowman gì mà dơ dễ sợ. Mới so dirty. Oh my goodness, it's the dirtiest snowman. Nào giờ chưa thấy snowman nào mà dơ vậy luôn á nha. Come on, baby. Rồi con đưa cho ba chưa? Nặng lắm hả? Ok, phải phụ. Đó, bỏ nó lên được cái rồi nè cô chú ơi, mà dơ quá. Đúng rồi, bây giờ phải lấy cái mấy cái sạch bỏ lên. Nhìn chi dơ. Chơi đi rồi. Rồi chút nữa xong rồi chơi đi chụp tấm hình. Đây cô chú ơi, xong rồi nè. Where do you want him to look? You want to look this way? Yeah. Then his nose will be like here. You want that? Yeah. Okay. No, daddy. Turn around. Turn around. I gotta make the hole for this to fit in with the. Con... Be careful, JD. If it falls on you, you're gonna get hurt. Chơi thì chắc có đập quá. Ăn đập quá. Okay, where do you want to look? Out this way? Yeah. This way. No, this way.
I know, I gotta cut a hole. Wow. Okay. Gotta get some more snow. Put it out. Hold on. I love it. You love it? You love you, I love you, nó nói I love you snowman. You love the snowman? Rồi bây giờ cái màu đen đen là lấy cái gì ta? Why, because we made it together. Để Joe suy nghĩ coi. Cái gì? I want to eat it. Nói tiếng Việt. Yeah, I don't eat it with one man. Cũng muốn ăn gì? Cũng muốn ăn cái này. Ủa cái này để làm mắt cho snowman mà. Can I eat the one, daddy? You call me daddy? Con kêu mẹ daddy hả? Con nói tiếng Việt hết với mẹ đi. Không, con nói tiếng Việt hết với mẹ đi, mẹ cho. Ngồi xích ra. Mẹ ngồi. Cho. Ngồi xích ra. Rồi, đúng rồi, con nói như sao? Gì, quỳ gối xuống luôn hả? Quỳ gối xin mẹ luôn hả? Con xin mẹ làm sao? Please, nói hết một câu tiếng Việt luôn đây rồi mẹ cho. Con xin con muốn ăn, con muốn nói như sao? Con muốn ăn. Con muốn ăn sao? Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ cho con ăn bánh. Con ăn bánh mẹ. Yên ăn được. Nhưng mà bây giờ mẹ có hai cái bánh mà mẹ cho con ăn cái rồi con mắt con bị sao le hay sao? Hả? Can I eat one? Nói tiếng gì coi? Mẹ cũng muốn eat one nè. Con muốn ăn một cái thôi à? Ăn đi. Con cảm ơn mẹ. Đây bánh lại xinh. Ngon không? Rồi cho thêm cái nữa này để mẹ vô mẹ lấy cái khác. Ok. Ok, here. Bỏ vô cái bánh rồi bỏ vô mắt nè. Mắt đó. Khoét cái lỗ, khoét cái lỗ đàng hoàng chứ đâu phải muốn bỏ vô bỏ đâu. Vui không? Vui không? Wow. Mũi nhỏ vậy. JD, look at the eyes. Rồi. She just cares about the cookies now. Yeah. Wow. We need a mouth, mommy. Yeah, mouth. Và kiếm cái gì giờ? What for mouth? Like a dry stick. No. Mouth, cái miệng làm gì vậy? Miệng lấy gì trời? Ai biết? We need to have like little dots. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, that's a lot. Ba chạy đi kiếm bẻ mấy cái cây nè cô chú. Ngọc mới vừa bỏ lấy cái cereal á. Cắm vô làm miệng. Oops, some of the cereal fell. Oh. Cereal's not a good one. Can I fix something else? No, like what else? Chồng một nói cereal nhìn không có đúng. Con nói ủa giờ nhìn cereal không đúng là cái gì đúng giờ. Trời cái con mắt của snowman này bự. Nhìn giống như con like nhìn giống như con gấu gì hết. What? It's like missing something. What is it missing? A scarf, a hat. Yeah, right. Thiếu cái khăn choàng với lại. He looks like he's like. Argh. Cái khăn choàng với lại cái nón. Okay, say cheese. Cheese đi con, cheese đi. Cười. Cười đi con. Cheese, go, con lại con chụp hình với snowman. Cheese đi con, làm kiểu làm dáng đi, lẹ lên. Bà trận. Nó trận dữ lắm cô chú ơi. Rồi, cười coi, đứng tạo dáng cười coi. Đứng tạo dáng cười cái coi. Cheese. Trời ơi, được không? Chu đích lên ra kìa. Hổng ghê chị, hổng ghê cô chú coi nó mà để đứng. Rồi, dạy chụp hình với đâu snowman với daddy. Daddy, go take a picture with JD too. Ok, cheese. Rồi, chụp hình đấy, chụp. Cheese. JD, nhìn mẹ, cheese. Cười. Ở ngang không cô chú chụp lại giùm nghe cô chú nghe. Don't eat the cereal off the ground. Rồi, đi vô, thôi đi vô nhà đi. Kết thúc chương trình truyền hình tới đây là hết. Muốn đi ca thị à? Về thay đồ đi. Về thay đồ mới vô ca thị được. Vô thay đồ đi, vô nhẹ nhàng đi. Thì đó, vô thay đồ đi rồi qua ca thị. Rồi, bố, cởi đồ lại giùm nó không thấy. Rồi, xong. Rồi, xong.
em gì em ra em chơi tuyết đã quá. Để bà Út kể cho con, để bà Út kể cho con. Trời ơi, mặc áo giống chú công nhân quá ha. Chú công nhân đi chuẩn bị đi làm, đi xây dựng á. Những chú